10 chi tiết thể hiện người có học thức. Có những hành động, dù nhỏ nhưng để lại ấn tượng tốt đẹp với người khác và cho thấy bạn là một người có giáo dục. Nghe, đặt lắng nghe lên hàng đầu thể hiện tầm quan trọng của nó trong giáo dục. Những người có học thức không tùy tiện ngắt lời người khác mà lắng nghe cẩn thận trước khi bày tỏ quan điểm của mình. Nói nhỏ nhẹ. Người có học thức đảm bảo giọng mình không làm phiền người khác. Không ai thích cái loa, nhất là ở nơi công động. Dù tín hiệu điện thoại bạn không tốt hay gặp chuyện bạn nổi hứng nói to, cần phải tự nhắc nhở mình hạ âm lượng để tránh phiền người khác. Đúng giờ, nhiều cô gái có thể nghĩ rằng chàng trai càng chờ đợi lâu thì càng quan tâm. Thực ra, ngoại trừ những kẻ ngốc trong tình yêu, hầu như không ai thích chờ đợi một ai đó. Không ngại cảm ơn và xin lỗi. Dù chúng ta đã được học cách nói lời cảm ơn và xin lỗi khi còn rất nhỏ, nhưng vì một lý do nào đó khi lớn lên lại coi một số việc người khác làm cho mình là hiển nhiên. Không dễ dàng phán xét. Chúng ta thường vô thức nhận xét sau lưng người khác bày tỏ quan điểm dựa trên ngoại hình lời nói hay một tình huống giao tiếp nhưng có thể việc bạn nhìn thấy không phải là bản chất câu chuyện một người tiết kiệm keo kiệt có thể gia cảnh khó khăn sau có thể là cha mẹ già bệnh người lớn lên hay nghi ngờ tự ti có thể từng trải qua tuổi thơ bất hạnh không dễ dàng phàn nàn dù trong cuộc sống hay công việc không ai thích một người luôn phàn nàn nhịp sống của xã hội hiện đại ngày càng căng thẳng cuộc sống và công việc không hề dễ dàng với tất cả chúng ta mỗi ngày ai cũng có thể gặp phải những điều tồi tệ này hay khác những người có học thức sẽ biết cách quản lý cảm xúc của mình luôn tìm kiếm giải pháp và lối thoát trong nghịch cảnh không nói khi ăn vừa nói vừa ăn là một thói quen không tốt khiến hình ảnh bạn không đẹp cũng khiến người khác khó chịu những thói quen xấu khi ăn khác còn là phát ra tiếng hút canh dùng đũa cá nhân đảo đồ ăn chung không xả rác bừa bãi khi ăn ở nhà hàng không ít người bày bừa đồ ăn từ bàn ra bát xuống sàn Hình ảnh này khiến những thực khách khác mất cảm giác muốn ăn, cũng khiến phục vụ phải làm thêm việc. Trả lời kịp thời. Khi giao tiếp với người khác, điều đáng sợ nhất là tin nhắn gửi đi mà không được hồi âm. Trả lời kịp thời không chỉ là phép lịch sự mà còn là trách nhiệm, thể hiện một con người có học. Nếu vì lý do nào đó không thể trả lời kịp thời, vui lòng chủ động giải thích lý do. Bỏ giày trước khi vào nhà. Trước khi vào nhà người khác, hãy lau sạch bụi bẩn ở lòng bàn chân trên tấm thảm trước cửa, nhất là vào những ngày mưa chủ nhà sẽ rất biết ơn sự chu đáo của bạn. Giáo dục có thể nhỏ như tấm danh thiếp của một cá nhân hoặc lớn như tấm danh thiếp của một quốc gia. Bởi chi tiết nhỏ này không thể bao gồm tất cả các lĩnh vực trong giáo dục, ít nhất chúng cũng bao gồm một số yếu tố cần thiết, đó là sự tôn trọng, quan tâm, chân thành và không ảnh hưởng đến người. Nếu có thể chú ý đến những điểm này một cách có ý thức thì mối quan hệ giữa mọi người trong xã hội sẽ hài hòa hơn rất nhiều.